Ngày 2 tháng 12, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến 11 giờ cùng ngày, tỉnh này đã tiêm được 56.766 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, trên tổng số 117.000 liều được Bộ Y tế cấp. Trong quá trình tiêm vaccine phòng COVID-19, ở một số địa phương đã xảy ra các phản ứng ở một số trẻ, tuy nhiên đã được cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Cụ thể, có 17 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm, gồm huyện Vĩnh Lộc 5 trường hợp, huyện Hậu Lộc 3 trường hợp, thị xã Nghi Sơn 3 trường hợp, huyện Hà Trung 2 trường hợp, thị xã Biển Sơn 2 trường hợp, huyện Thạch Thành 1 trường hợp, huyện Cẩm Thủy 1 trường hợp. Đến sáng ngày 2 tháng 12, sức khỏe của 17 học sinh đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện của các địa phương. Ngoài ra, có hàng chục trường hợp có phản ứng với các biểu hiện như sưng đau chỗ tim, buồn nôn, chống mặt thoáng qua là những phản ứng thông thường. Hiện các cháu đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại nhà. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, để việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em diễn ra an toàn, bảo đảm tiến độ, đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tổ chức tập huấn hướng dẫn cán bộ nhân viên y tế về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ, bảo đảm an toàn nhất cho trẻ khi tiêm. Sau khi chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn, từ ngày 30 tháng 11, đồng loạt 27 trên 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi.